Sau cuộc họp diễn ra vào ngày 17 tháng 12, Tổng thống Nga Putin đã chấp nhận chi 15 tỷ đô la Mỹ để mua nợ của Ukraine. Không những vậy, Nga còn giảm tới 1 phần 3 giá khí đốt bán cho nước này. Đây là một sự ủng hộ quý giá đối với một nước sắp cạn kiệt nguồn ngân sách như Ukraine. Trong khi đó, người biểu tình Ukraine đang tiếp tục vay lấy tòa nhà của chính phủ. Họ đòi được biết những điều kiện mà Tổng thống Yanukovych đã ký kết để có gói viện trợ này. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ mua nợ của Ukraine trong năm nay và năm tới, đồng thời giảm giá khí thiên nhiên bán cho nước này xuống còn 268,5 đô la Mỹ cho 1.000 mét khối sau cuộc họp tại Moscow hôm qua. Hai nhà lãnh đạo cũng cho biết họ không bàn bạc gì tới thỏa thuận hải quan mà Nga đề xuất sau khi bạo loạn suýt xảy ra tại khu biểu tình thủ đô Kiev. Tôi rất hy vọng chúng ta có thể cùng nhau giải quyết vấn đề nhạy cảm này. Không nghi ngờ gì Ukraine là một đối tác chiến lược và đồng minh tin cậy của Nga. Cuộc họp được tiến hành nhằm giúp Ukraine thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, nhưng hóa ra lại khiến tình hình bùng nổ thêm. Cam kết hỗ trợ tài chính rất lớn này được Moscow đưa ra trong bối cảnh Kiev đang chịu nhiều áp lực từ những người biểu tình trong nước, ủng hộ việc gia nhập Liên minh châu Âu. Ngay sau khi thông tin về thỏa thuận hỗ trợ được công bố, hàng chục ngàn người biểu tình lại đổ ra quảng trường độc lập ở trung tâm Kiev để phản đối cam kết này. Chính phủ nhận tiền của Nga vì không thuyết phục được EU giúp đỡ. Chính phủ mặc kệ ý kiến của người biểu tình để nhận gói hỗ trợ của Nga, như vậy khác nào họ bán Ukraine đi. Tôi nghĩ những thỏa thuận quốc tế như thế này phải được họp bàn và quyết định bởi quốc hội. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để cho quốc hội biết chúng tôi không cần sự giúp đỡ đó. Ông Yanukovych không lắng nghe chúng tôi, ông ấy không xứng đáng làm tổng thống. Chính phủ Ukraine vẫn còn đang trong thế chênh vinh giữa hai phía, các nhà đầu tư lo ngại không biết chuyện gì tiếp theo khủng hoảng kinh tế của chính phủ ukraine đã được giải tỏa nhờ hỗ trợ tài chính từ chính phủ nga nhưng điều này lại không được người dân ukraine đồng tình tôi nghĩ ukraine phải còn khó khăn hai hay là ba tháng nữa là ít nhất Ukraine là nước cựu thành viên Liên bang Xô Viết và là quốc gia trung chuyển năng lượng thiết yếu giữa Tây và Đông Âu. Nước này đang vật lộn với đợt khủng hoảng thứ ba kể từ năm 2008 và nguồn dự trữ ngoại tệ sụt giảm. Lượng tài sản của Ukraine gia tăng nhanh chóng đã đẩy lãi suất đồng đô la Mỹ của chính phủ tới hạn vào tháng 6, sụt giảm hơn 6%, xuống còn 8,76%. Hiện Ukraine cần phải có 17 tỷ đô la Mỹ ngân sách để trang trải cho năm sau. Nguồn quỹ trên đủ để bịt lỗ đen trong bản cân đối thu chi của Ukraine trong vòng 18 tháng. Trong khi việc giảm giá dầu và khí đốt sẽ thu nhỏ khoảng thân hụt sản phẩm sản xuất nội địa của Ukraine từ 8,5% xuống còn 6%, theo tính toán của công ty Capital Economics tại London. Tuy nhiên, thỏa thuận này cũng có thể khiến người biểu tình Kiev có thêm động lực sau khi ông Yanukovych từ chối ký vào thỏa thuận thành viên để gia nhập EU, vốn là nguyên nhân khiến biểu tình bùng phát dữ dội nhất kể từ sau cuộc cách mạng cam năm 2004. Thông tin về gói hỗ trợ lập tức khiến lợi tức trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Ukraine sụt mạnh từ 9,69% xuống còn 8,75%. Sự sụt giảm này khiến việc đi vay của Ukraine trở nên dễ dàng hơn nhiều. Về phía EU, dĩ nhiên EU không thể làm gì khác ngoài tỏ thái độ chúc mừng đối với sự giải thoát về mặt khủng hoảng tài chính mà Nga đã dành cho Ukraine. Nếu cuộc họp diễn ra trên cơ sở lợi ích của hai nước và nếu quyết định được ký kết theo ý nguyện của Ukraine, thì tôi nghĩ điều duy nhất tôi có thể làm là xin chúc cho Ukraine phát triển đúng hướng. Mặt khác, các chuyên gia cho rằng 15 tỷ đô la Mỹ hiện cũng không phải là con số nhỏ đối với Nga khi kinh tế nước này cũng chưa hẳn là tươi sáng. Các nhà đầu tư đang tỏ ra rất hoang mang trước bất ổn chính trị tại Ukraine, giới quan sát cho rằng xu hướng kết thân với Moscow có nguy cơ thổi bùng làn sóng phản đối chính phủ, không loại trừ khả năng chính biến sẽ dấy lên trong tuần.